cố và hành động cực khó đỡ bị camera thang máy ghi lại. Xin chào 500 anh em của Thế Giới Phẳng. Các ông ạ, chắc là các ông cũng chẳng lạ gì với những dòng chữ rồi đến biển cảnh báo cấm đái bậy nhỉ. Cứ hiểu đơn giản rằng chỗ nào có cái dòng chữ ấy thì tức là không được phép xả bậy. Vậy thì những nơi mà không có biển báo đó thì sao? Thì vào việc luôn anh em ơi. Ấy đấy là tôi nói nhân vật trong video ngày hôm nay mà thôi. Và địa điểm đang được nhắc tới chính là chiếc thang máy. Nhưng nào chỉ có vậy, ở không gian chật hẹp này còn chứng kiến biết bao khoảnh khắc bi hài hơn nhiều. Vậy nên nếu ông nào cũng đang tò mò về sự thật đằng sau cánh cửa thang máy ấy, thì hãy cùng Thế Giới Phẳng đi vén màn về những khoảnh khắc khó đỡ được ghi lại bởi camera trong thang máy nhé. Thứ nhất, đi tè trong thang máy. Các ông ạ, trẻ con thì vẫn luôn được biết tới với biệt danh ngây thơ vô số tội, và thường thì cũng chẳng ai trách gì chúng. Thế nhưng mà để đến nỗi như cậu bé dưới đây thì cũng xin là bất lực toàn tập. Trong đoạn clip, khi thấy chỉ có một mình trong thang máy, không biết có phải là do tức nước vỡ bờ hay không mà cậu bé đã quyết định giải quyết ngay tại chỗ. Kinh khủng hơn ý, là cậu bé này còn thản nhiên đi tiểu ngay vào bảng điều khiển của thang máy nữa cơ. Mà ông bà nhà ta đã bảo rồi, quả táo thường đến rất sớm, nhưng không ai nghĩ nó lại tới sớm như vậy. Ngay sau khi cậu bé kia vừa kéo khóa quần thì nhận ra là cửa thang máy đã không thể nào mở ra được nữa. Và phải mất một thời gian sau mới có đội cứu hộ tới giải cứu cậu bé. Chắc là cậu nhóc này cũng đã có một bài học khó quên về việc đi giải quyết đúng nơi rồi đấy các ông nhỉ. Còn các ông nào mà có ý định thử thách độ cao như cậu bé thì mau mau mà từ bỏ đi nhá. Thứ hai, quy tắc 3 giây trong thang máy. Các cụ hay có câu ăn bẩn sống lâu, mà ăn ấy trâu thì bất tử. Tuy nhiên điều này thì chỉ nên được áp dụng khi không có bất kỳ ống kính camera nào, nếu không muốn rơi vào tình huống dở khóc dở cười như anh thanh niên trong clip sau đây. Theo đó, chàng trai đang nhai kẹo trong thang máy, cũng giống như thói quen của mọi người, anh ta cũng bắt đầu thổi bã kẹo cao su. Nhưng thật không may, lực thổi quá mạnh đã làm nó rơi xuống đất. Không nghĩ anh ta sẽ bỏ mặc nó ư? No no, miếng ngon còn chưa hết ngọt, bỏ đi nó phí mất. Và thế là sau một hồi thám thính không có người, anh ta đã nhặt lên và tiếp tục thưởng thức hương vị ngọt ngào cùng một nụ cười tươi rói. Nhưng rồi nụ cười ấy cũng dập tắt ngay sau khi chàng thanh niên này phát hiện ra ống kính camera an ninh trong thang máy. Không biết làm gì hơn, anh ta nghẹn ngào nuốt luôn bã kẹo cao su rồi quay lưng không nói một lời. Tiếp theo là một màn ăn vụng, có lẽ chỉ được tìm thấy qua ống kính thang máy. Thứ ba, siêu trộm topping. Chắc hẳn các ông đã từng chứng kiến những màn ăn vụng siêu kinh điển tới từ vị trí của những chú bốt trong nhà. Cho nên chuyện dây trước bát đầy, dây sau bát vơi cũng là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa. Thế nhưng tới cả đồ ăn mới giao đến tay cũng bị vơi thì đương nhiên là không thể đổ thừa cho bốt được rồi. Muốn biết nguyên nhân hay không? Vậy thì hãy xem clip sau đây nhé. Trong đoạn clip là một anh giao hàng đi vào thang máy. Mọi chuyện tưởng chừng như rất bình thường, nhưng chỉ cho tới khi cửa thang máy vừa đóng lại, anh shipper này đã nhanh chóng lấy pizza ra và chén một cách ngon lành. Cũng có thể lo sợ đồ ăn có độc, cho nên là anh ta mới thử trước giúp khách hàng mà thôi, có gì đâu mà căng. Tuy nhiên anh shipper này lại chỉ thử mỗi topping thôi, còn đế bánh có bị gì hay không thì anh không biết. Vậy nên nếu các ông có đặt đồ ăn ấy mà thấy mãi chưa đến tay, thì cũng có thể nghĩ rằng ở một nơi nào đó, người giao hàng tốt bụng đang giúp các ông kiểm định chất lượng thực phẩm rồi nhá. Thứ tư, tóc gái có mùi vị gì? Tôi đoán là trong 10 ông phải có tới 9 ông thắc mắc tại sao con gái lại có mùi thơm đúng không nào? Bật mí cho các ông biết ý, là hương thơm quyến rũ đó tới từ làn tóc mây của tụi tôi đấy nhá. Muốn thử không? Vậy thì hãy học hỏi chàng trai trong clip này nhá. Lợi dụng lúc chỉ có hai người trong một không gian chật hẹp, ông anh này đã lừa cô gái rằng có cái gì đó trên tóc, và thế là anh ta tiếp cận cô gái một cách dễ dàng. Nhưng sự thật kinh tởm chỉ được thấy rõ khi anh này bắt đầu đưa tóc cô gái vào mồm và liếm láp một cách khó hiểu. Phải công nhận là vã gái thì cũng có nhiều thể loại vã thật, nhưng đúng là vã kiểu này thì hơn 30 năm cuộc đời tôi chưa gặp cái trường hợp nào nó như thế này cả. Phải tôi đấm cho mấy phát rồi chứ. Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi, tôi thật. Còn nếu là các chị em thì chị em sẽ phản ứng như thế nào trong tình huống này? Nhớ để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới nhá. Còn bây giờ là một màn trình diễn không thể nào deep hơn được nữa. Thứ 5, nhảy trong thang máy. Các ông đừng tưởng rằng chỉ có phòng tắm mới là nơi sản sinh ra những ca sĩ thực thụ hay những dancer siêu đẳng nhá.
bởi có cả một nơi cũng chẳng khác gì sản diễn chuyên nghiệp vì sự hiện diện của vũ công hất đầu uốn mông. Không tin á, nhìn cậu bé trong clip này thì biết. Trong lúc thang máy đang di chuyển xuống, cũng là lúc mà tâm trạng của cậu bé đạt mức level max. Phút cao trào và thăng hoa của cuộc đời, cậu bé đã biến không gian chật hẹp này trở thành một sàn diễn của riêng mình. Động tác dứt khoát và điêu luyện. Nhìn xem có điểm nào khác với các idol nhà chị em hay không? Tuy nhiên có vẻ là sự tự tin của cậu bé này là do cậu nghĩ rằng màn trình diễn của mình ma không thấy, quỷ không hay, cho nên là cứ thoải mái mà thể hiện. Nhưng rất tiếc, bài nhảy của cậu đã được ghi lại toàn bộ mất rồi. Thôi thì cũng ghi nhận điểm A về chỗ nhé cậu bé. Thứ 6, cậy nhà có cái ô to. Các ông có công nhận với tôi rằng thằng nào mà nhà có ô to ấy là y như rằng kênh kiệu làm trò đủ kiểu. Và cậu bé trong đoạn clip sau thì cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Theo đó, cậu bé này có vẻ khá nghịch ngợm nên đã bày ra trò thò cái thân ô ra để chặn cửa thang máy. Thế nhưng đen đủi thế nào, cửa thang máy vẫn đóng lại và di chuyển đi xuống, trong khi đầu ô bên kia thì bị kéo lên cao. Vì cậu bé vẫn đang cầm chiếc ô cho nên đã bị kéo theo và cứa vào tay. Lúc này thì có vẻ cậu bé đã nhận ra sự tai hại từ việc làm của mình, nhưng cũng đã quá muộn rồi. Sau đó thì cửa thang máy không thể mở ra được và phải mất 15 phút sau đội an ninh mới tới và giải thoát cho cậu bé. Mặc dù đây là một bài học nhớ đời cho cậu bé cậy có ô to này, nhưng đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh không được lơ là con em của mình, nhất là trong lúc sử dụng thang máy nhé. Tiếp theo cũng là một bài học cho những kẻ thích thể hiện. Thứ 7, đi đường quyền trong thang máy. Này, các ông đừng nghĩ chỉ có ở Vincom nào đó mới có chuyện đi đường quyền nhé. Bởi đường quyền không hề mất đi mà nó chỉ di chuyển từ nơi này sang nơi khác mà thôi. Còn trong clip sau đây, đường quyền lại được tái hiện ngay trong chính thang máy. Trong đoạn clip, không biết có phải chú bé này vừa kết thúc buổi học ở lớp võ thuật hay không. Nhưng khi thấy cửa thang máy vừa đóng lại, cậu ta liền giơ chân và thực hành ngay một cú tung kích thần trưởng. Nhưng có lẽ vì không kiểm soát được lực đá, cho nên cánh cửa thang máy đã vỡ tan tành ngay sau khi đường quyền ấy, khiến cậu bé được một phen hú hồn hú vía. Đấy, cho nên là mẹ nào mà thấy con mình là đệ tử xuất sắc của các phái võ quyền thì tốt nhất là dặn chúng chỉ nên thực hành ở những nơi rộng rãi thoáng mát thôi nhá. Không là đi tòng vài củ sửa chữa trang thiết bị công cộng rồi. Và cuối cùng là một màn thoát xác vô cùng bất ngờ tới từ vị trí của một nhân vật cũng vô cùng đặc biệt. Thứ 8, trẻ không chơi, già chơi bù. Nếu các ông nghĩ rằng cảnh sát sẽ là những con người gắn liền với bộ mặt nghiêm nghị đáng sợ thì các ông đã nhầm to rồi. Họ cũng là con người giống chúng ta và cũng có những phút giây thư giãn, đôi khi còn là tưng tửng nữa cơ. Nếu cần ví dụ chứng minh thì hãy nhìn ông cảnh sát này mà học hỏi nhé. Ông ba bước vào thang máy trong một điệu bộ không thể nào nghiêm túc hơn được nữa. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng nhạc. Và thế là ông ta bắt đầu lắc cái tay, lắc cái chân. Trông chẳng khác nào một đứa trẻ chưa kịp chơi mà đã phải lớn. Có lẽ do làm việc ở sở cảnh sát đã khiến cho ông bác này kìm hãm niềm đam mê với bộ môn uốn éo bấy lâu nay. Cho nên tới khi không có người phát là nhất định quẩy tới bến luôn. Đấy, thế nên các ông ạ, không bao giờ là quá muộn cho những đam mê. Hãy cứ tận hưởng và thể hiện hết mình, kể cả các ông có đang ở độ tuổi gần đất hơn gần trời nhé. Và đó là những sự cố và hành động vô cùng khó hiểu chỉ được ghi lại dưới ống kính camera thang máy. Các ông thấy ấn tượng nhất với clip nào? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới video này nhé. Và thời lượng của Thế Giới Phẳng cũng xin được khép lại tại đây. Nhưng đừng quên là quay trở lại trong các series độc và lạ tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì bye bye!